Rồi quý vị ơi, tiếp theo là bonsai 1345. Hai cái cây sâm hương 250k bao ship toàn quốc luôn. Đây. Đầu tiên là chai trà xanh, quý vị xem cho kỹ tỷ lệ nó nha. Rồi tôi dẹp cái chai trà xanh qua một bên. Không có ship code nha quý vị, chuyển khoản rồi mới giao cây nha. Tôi cái nào tôi cũng nói trước rõ ràng vậy chân nha. Anh em nào có điều kiện hợp lại thì mua nha, còn không thôi xem cho vui chơi cũng được. Đó, đây nè, tỷ lệ nó nè. Đó. Rồi cây thứ hai nè. Đó. Cái cây này lùng không rồi nha quý vị. Đó. Bán cây hai cây này chỉ có 200 thôi nhưng mà 50.000 tiền cước đó. Về tới quý vị là 50.000 nữa đó quý vị. Một cái thùng nữa đó. Đóng vô một cái thùng, hai cây này đóng vô đóng nguyên cái bầu luôn nha. Cái loại này nhỏ đóng nguyên bầu. Không có bớt chất chồng gì cả hết. Đó. Đây. Đây để quay mặt sau luôn nha. Mặt sau luôn đây. Còn cây này quay mặt sau luôn nè. Đấy, nhiều mà tôi quay rõ ràng cho quý vị xem luôn rồi đó. Đó là mặt sau đó nha quý vị. Rồi xuống đi con ơi.